hôm nay là một màu trời mưa bão luôn, gió mưa bão quá, sợ mấy cây cao quá nó ngã xuống này, chù rồi gió. Cali bão bên này là ho quán chào ho 10 giờ là Dung phải đỡ xuống hết xuống đất luôn. Chậu này ngã xuống nằm mình xuống đây rồi, ngã xuống gãy hết rồi. Dù có bông nhưng mà vậy luôn. Xuống cho mưa bão quá rồi nó rớt xuống nữa, xuống đơn màu vàng này đẹp quá, ý già nó đẹp quá rồi, cái này luôn chín rồi nhưng không có rụng hết, cái này nó già hết rồi Dung hái ra rồi cho nó rụng, bão quá rụng hết. Mưa gió bão nhưng mà cũng nhớ ra vườn này. Ui giời, nó dậy rồi dùng nhóm hai để lấy kéo hai cái chân giờ. Gió là bây giờ nó rụng xuống dưới đất là đầy hết luôn cả nhà rồi. Ui, cháy à, thơm lắm. Vậy chanh gió đó, nhỏ đó, chín là màu vàng nó thơm lắm. Ui, lá rụng. Nhanh mọc em uống. Ui, rụng. Chanh nhưng mà uống với mật ăn quá trời ơi, chanh này thơm lắm. Ồ, gió quá gãy cái ớt xuống rồi, con nhà thường quá, ớt trái chín này nhiều gãy xuống hết rồi. Xuống mưa luôn.
ớt xanh thì nó ngọt mà ớt chín là nó cay lắm. Wow, vậy nha, vậy nội thương quá rồi mẹ ơi. Hái vô ớt này á, nó chín nó cay lắm đó. Cả nhà nó xanh á, mình xào ăn nhúng xì ớt beo vậy đó, ngọt. Chù, vừa chín mà vậy mà. Gió mưa bão rụng ớt hết. Chanh nó rụng xuống, chanh nó bên kia rụng nhiều lắm. Bị dùng đi qua bão, nhưng mà cũng nhớ ra vườn này. Ui giời, chung lấy được nhiêu đây rồi, chanh dai ớt chanh dái. Video của Dương, nhờ kính yêu cả nhà, Dương đi vô nhà.